Xin chào nhiệt độ điện, xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng một con máy rửa bát Panasonic NPTR8, một con máy gần như là model chót của cái mẫu này, sau mỗi TR9 thôi. TR8 và TR9 thì giống hệt nhau, khác nhau mỗi phải năm sản xuất thôi. Em lên sóng con TR8 này, em để số 2, một con đẹp xuất sắc về hình thức, tất cả mọi thứ nguyên bản 100%, không có tút tết, không có làm cái gì cả. Đối với một cái máy về nguyên chỉ lau chùi không thôi, hình thức như thế này thì nó là gọi là quá xuất sắc rồi, quá xuất sắc các bạn. Về phần lưng tôn nhé, lưng tôn thì gần như là bên này không có một vết móp nào, không có bong tí sơn nào cả, lưng nguyên ạ. Đây, phần lưng bên này có một vài vết móp nhỏ, bên em cũng không gõ làm gì, chỉ một hai vết thôi, gần như không có tí sức sơn nào, tem mát vẫn còn rất là đẹp. Sản xuất năm 2015, TR8, một hai vết nhỏ không đáng kể các bạn nhé, kệ để nguyên không có làm gì cả. Mặt VK rất là đẹp, bảng điều khiển đẹp, một con máy xếp vào hàng xuất sắc trong cái máy nguyên bản. Còn nếu mà để mới hơn nữa thì nói thật các bác là phải sơn si lại. Đấy, kể sơn lại thì cũng chỉ đến vậy thôi, vì con này nó quá đẹp rồi. Một con này vỏ nguyên, mặt VK đẹp, riêng VK này mà xước thì không ai có thể làm gì được luôn. Máy rất là đẹp, xuất sắc. Đấy. Hiện tại thì máy đang rửa đến cái chu trình nước lạnh, cho nên là các bác mở ra em quay đúng lúc nước lạnh, cho nên là sẽ không thấy hơi nước bay ra. Còn bọn này tất cả đều rửa nước nóng 80 độ C hết. Đấy, nước nóng 80 độ các nhé. Chỗ này hơi bẩn tí đấy. Đấy. Một con máy xuất sắc về hình thức, răng chỉ, các thứ rất là đẹp, ngon lành. Thay cửa đẹp như mới. Xếp từ 6 đến 8 người ăn. TR8 xuất sắc. Đấy, con này bán 9,5 triệu, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.